Chào các bạn thân mến nhé. Thì hôm nay thì mình cũng được một ngày rảnh rỗi ở nhà, nên là mình cũng ra thăm vườn đào. Vườn đào mình thì mới trồng được có gọi là 1 năm tuổi, nhưng mà để cây đào phát triển được tốt thì mình phải cắt tỉa cành để cho cây đào nuôi những cái cành chính của nó. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắt tỉa và để chăm sóc cây đào được phát triển tốt và sau này. Đây nha, đây đào rồng xuống là rất nhiều bà con không có biết. Rồng xuống là cứ để cho đào mọc tự nhiên như thế này và làm cỏ rồi bón phân. Nhưng vì không có cắt tỉa cho nên là những các cái loại cành như này nó sẽ phát triển rất mạnh mẽ và cái gốc gốc của cây đào sẽ không có to được, sẽ làm giảm giá trị kinh tế xuống. Vì vậy là tất cả mọi người bà con nên bỏ một chút thời gian ra để đi cắt tỉa cho cây đào thì cái thân cái gốc nó sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn. Thì trong vòng độ khoảng 3 đến 4 năm thì cái cây đào này sẽ mang lại cái giá trị kinh tế nó cao hơn. Đây là một cây đào mà cành rất nhiều. Đấy, khoảng cách từ gốc trở lên thì rất ngắn. Cho nên là chúng ta sẽ xác định là một cây đào như thế này thì nên để nuôi bao nhiêu nhánh cho nó hợp lý. Đấy. Thì sau này nếu có ghép mắt vào để bán hoặc là để bán thân cây cho những thợ buôn thì họ cũng yêu cầu cái gốc, cái đường kính gốc này, vòng dây gốc nó phải to. Đấy, vì vậy như cây này, cái cành này rất sát gốc nên chúng ta sẽ không để. Mình sẽ cưa cành này đi, không để nữa. Cưa còn non này, cây nó sẽ nhanh liền và rất nhiều chất dinh dưỡng sẽ cung cấp cho những cành bên trên. Đây, cành nhỏ này. Cành nhỏ này mình cũng không để. Đây, cành này. Cành này cũng không nên để mà cắt nó đi. Cắt đi cho để ba cái cành này. Đấy. Để chủ yếu là gốc này sẽ nuôi ba cái tay chính này. Thì cái đào nó sẽ đẹp hơn. Sau này có cắt khai thác và ghép mắt thì nó cũng sẽ được đẹp hơn. Cái đào sẽ phát triển từ gốc phát triển lên. Đây là cái thế cây mà có cành mọc sát gốc. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những cây nào nó có thế nó dễ hơn. Đây chẳng hạn như cây này thì là rất dễ rồi. Đấy. Cái này thì chỉ cần bấm đi. Chỉ cần để cái khoảng cách gốc này lên được độ khoảng 2 đến 30 cm thì chúng ta để được rồi. Thì sau này ấy nó cho vào chậu thì nó rất đẹp. Như này ấy, thì cây nó sẽ nuôi nuôi những cành bên trên.
Còn đối với cái loại cây này, cây chạc ba chạc thấp này mới là vất vả này. Đấy. Như cây này. Cây này do từ lúc nhỏ không tỉa cắt được nên bây giờ bắt buộc phải để cây này phải để ba chạc lại. Tùy theo thế cây đào mà chúng ta lựa thế. Đấy, mình cũng lựa theo cái gốc cây đào để mình cắt tỉa nó đi để cho cây nó được phát triển tốt hơn. Những cái loại tay nhỏ này thì mình sẽ cắt bỏ đi, không để. Để cho cây đào nó nuôi thân này nhánh nó sẽ to hơn. Đây là toàn bộ vườn đào của mình. Vườn đào này cũng không có nhiều đâu. Vườn đào này có khoảng 200 gốc đào. Vậy mình dòng để cho kiếm thêm thu nhập vì không có đất, không có thời gian để canh tác những cái loại cây khác. Giờ mình sẽ cắt lần lượt. Dưới thấp này. Để những cái cành ở trên cao. Khoảng cách lên đến tầm này là đang vừa tầm đẹp. Sau khi cắt tỉa xong thì cây đào sẽ trở nên rất gọn gàng. Đấy, và dáng rất đẹp. Chỉ sau độ khoảng 2 năm nữa thì cây này sẽ thành một cái cây rất đẹp luôn để đưa vào ghép mắt. Vừa rồi là
toàn bộ những cái chia sẻ của mình để trong cuộc sống. Mình cắt tỉa vườn đào để chăm sóc cho cây có giá trị kinh tế cao nhất đối với bà con. Vì vậy các bạn xem video clip này, xin vui lòng hãy bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh miễn phí để đón nhận những clip tiếp theo của mình các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye cả nhà. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ.